Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô. Và hiện tại các bạn thấy không, mình đang có cái cánh ở đây. Cái cánh này giống y chang cái cánh của Ted Wetzel vậy. Bạn nào chơi ARK sẽ biết. Còn đây là tộc Cyborg nha các bạn. Và tộc Cyborg này nữa mình đã thức tỉnh rồi. Thì cách thức tỉnh thì rất là đơn giản luôn. Không phải đơn giản mà cũng không phải là quá khó. Thì cái này nó giống như một cái dạng giải đố. Thì trước đây không ai nghĩ ra. Thật sự thì admin cũng có nói là lấy song kiếm màu đen khó hơn là thức tỉnh tộc. Nhưng mà mọi người lại lấy được song kiếm màu đen trước. Đồng nghĩa việc update 17 phần 3 là đã có tộc rồi. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ ra cái cách lấy mà thôi. Để như các bạn cứ nghĩ là các bạn không lấy được, là các bạn nói là admin chưa làm xong. Đấy thì đây chính là cái câu trả lời. Và cách làm, đây mình sẽ nói sơ ra rất là đơn giản. Bây giờ khi bạn gạt được cần rồi, là nếu mà các bạn mà chưa biết cách gạt cần á, thì xem lại video hướng dẫn cách làm một nửa nhiệm vụ thức tỉnh tộc của mình ha. Rồi thì sau khi mà thức tỉnh được, gạt được cái cần rồi, thì bạn cần ít nhất 3 người. Ba người chưa thức tỉnh tộc nha, chứ nếu mà cái người đó là đã thức tỉnh cái tộc rồi thì phải đổi qua một cái tộc chưa thức tỉnh. Như đây thì bạn nên ghép một cái cặp, một cái tem ba người hoàn toàn chưa thức tỉnh tộc nhau vô làm với nhau cho nó dễ. Đấy chứ không là sau này rất là khó để tìm nha. Rồi thì bạn phải đợi đến trăng tròn. Sau khi trăng tròn bạn vào trong cái vị trí thức tỉnh tộc của mình. Vị trí ví dụ bạn tộc Cyborg bạn vào trong cái ô của tộc Cyborg. Rồi đợi khi mà đầy đủ người bạn phải ở trong Discord đếm 3, 2, 1 hoặc là bạn chat trên đây chat 3, 2, 1. Sau đó bạn bật tộc cùng một lúc. Thì sau đó nó sẽ lót thời gian là 5 giây. Bạn sẽ vào trong đó bạn vượt qua cái thử thách. Sau khi vượt qua cái thử thách rồi thì ba người sẽ đánh nhau, người chiến thắng thì sẽ được thức tỉnh tộc. Đó, ghép cái bánh răng vào thức tỉnh tộc thôi. Nhưng mà mình khuyên các bạn là cứ nhường nhau mà đánh. Tại vì trong thời gian trăng tròn còn dài, ba người thì có thể phối hợp với nhau ha. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn nha. Còn hiện tại video các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình, nhưng mà mình muốn nói thêm một điều là như vậy thì rất là khó chuyện mà tìm người chưa thức tỉnh hay ghép cặp đúng không? Như vậy bạn hãy vào trong Discord của mình hay là vào trong cái group Facebook mình đang tìm những cái bài viết rủ nhau lập hội đồ cho nó dễ ha. Như vậy thì bạn có một cộng đồng thì sẽ dễ hơn là bạn ở ngoài server thường hay các kiểu. Rồi ha, rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem video hướng dẫn. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Như vậy là các bạn đã xem xong cái video hướng dẫn của mình rồi đúng không?
Được rồi, thì như vậy thì bây giờ mình sẽ test chiêu của tộc Cyborg cho các bạn xem. Và như các bạn để ý thì sau khi mình thức tỉnh tộc xong thì mình sẽ có một cái thanh nộ dưới đây và mình cần phải tích cái điểm nộ này. Và cái điểm nộ này nó sẽ tăng lên khi mà mình gây đam lên đối phương, gây đam lên người. Mình không biết là trên quái có không nhưng mà bây giờ mình sẽ đánh trên người trước ha. Thường thì đối với những tộc khác mình không thể gây đam thì mình sẽ không tăng được cái điểm nộ lên. Còn đối với tộc Cyborg thì mình sẽ gây đam được thì mình sẽ tăng được cái điểm nộ ha. Rồi như vậy thì mình cũng kết hợp đấm đá gì các kiểu đây. Hên là mình có ạt bé tô ở đây lên để test đam nè. Thì ý đang xài bị mất chiêu rồi. Đang xài bị mất chiêu rồi. Đây mình sẽ chờ cho nó hồi chiêu lại mình sẽ hồi tiếp ha. Không biết làm gì nãy mất chiêu đây. Tôi có làm gì bên đó đâu. À, tiếp tục hồi máu đầy. À, sau đó mình sẽ test chiêu của trái Phượng Hoàng. Ủa lộn. Test chiêu của tộc Cyborg cho các bạn xem ha. Sắp đầy rồi. Đam càng to là mình sẽ gây được càng là mình là gọi là mình sẽ lên lên nổ càng nhanh nè. Đó, cho nên là không phải là bạn cứ lấy cái kiếm đấm là được đâu, thì đam cái số lần đam kiếm nó đủ nó bằng cái số lần đam tay hiện có mình thì cũng vậy à. Cho nên là bạn tăng bằng cái điểm nào bạn gây đam bằng cái điểm đó là nó sẽ lên nổ nhanh nhất rồi ha, gây chiêu đồ các kiểu. Rồi đây rồi thì như vậy trong lúc này là mình đã đủ được cái điểm nộ đúng không, cái màn hình mình nó sẽ vào cái dạng này thì bật tộc lên là sẽ không có tác dụng gì nha, nên là bạn phải vào cái trạng thái thức tỉnh nè, bấm vào sáu và nhấp chuột một cái. Ủa điểm nộ mình nó tụt rồi. Điểm nộ mình nó tụt đó, thì như vậy thì bạn mới thức tỉnh được tộc nha. Rồi sau khi thức tỉnh tộc thì mình đang coi coi là nó có chiêu gì. Sao không giống như trong clip của admin vậy? Không giống như trong clip của admin vậy các bạn. Nhưng mà có điều là tộc nó gây đam to hơn và có giống như nó duy trì lâu hơn các bạn. Đấy, mình đã đánh được bại được bé tô rồi. Ủa như vậy thì trong thời gian này thì mình làm gì đây? Đây mình không có lứt chuột được gì nha. Không biết là có cái nút nào để mình đánh chiêu không ta? Sao trong admin show á là mình có thể lao qua lao lại được mà sao dị tộc mình nó không làm được gì hết vậy? Đó. Ngộ vậy ta? Thì sau một thời gian tìm hiểu thì mình mới phát hiện ra rằng là mình vẫn còn phải một bước nâng cấp tộc lên tiếp theo nữa. Bạn phải đủ tất cả các bánh răng thì bạn mới full được cái gia tộc. Cho nên là tộc mình hiện tại chỉ bật lên thôi chứ vẫn chưa có nâng cấp full được. Thì bạn cần phải vượt qua cái những cái thử thách đó nữa và đi qua hoài luôn. Thì cho đến khi nào bạn ghép đủ tất cả các bánh răng trên đồng hồ thì bạn mới full được chiêu nha. Thì đây là sai lầm của mình, một thiếu sót là ban đầu nãy mình nói làm nhanh lắm còn có một bước vậy, nhưng mà rốt cuộc thì mình cần phải làm thêm nữa. Và ở đây thì trên chỗ này bây giờ không có cái ánh sáng soi á, không có cái linh hồn soi sáng thì mình không thể lên được. Nhưng mà mình thử mình nói chuyện với này coi. À, thằng già này thì nó có nói gì với mình đây? Hình như là mình nói chuyện với nó tiếp được. Nhưng mà nó kêu mình quay lại. Quay lại khi mà mình vượt qua cái thử thách tiếp theo thì mình mới mua được cái bánh răng từ nó. Vậy thì tiếp tục là mình vẫn phải chờ đợi trăng tròn và mình nâng cấp cái tộc mình lên ha. Và mình tiếp tục mình đánh nhau, vậy là mình vào mình nâng cấp tộc thôi. Và như vậy thì video này là cũng như là hướng dẫn cũng như xong thôi, chỉ còn những bước tiếp theo này không còn gì khó. Cái khó là chúng ta phải có một tem và bạn cần phải 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 gì ta quên rồi, bật bật tộc cùng lúc lúc ba người trở lên xong mà đánh nhau vậy đó. Thì tem phối hợp thì không nói gì, cái khó mà không phối hợp người này giành người kia cũng khó lắm nha. Thì các bạn kiên trì một tí, chơi anh em mà vui vẻ nhau hòa thuận một tí, người này trước người kia sau, mình cứ treo đợt không kịp thì treo đợt ăn răng tròn tiếp theo chứ không có gì hết nha anh em. Rồi, rồi còn như vậy thì các bạn đã biết được cái cách thức tỉnh rồi ha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video nha. Sau này thì mình sẽ làm full tập Cyborg rồi mình sẽ show chiêu cho anh em xem nha. Bye bye mọi người.